Tận sâu trong đại ngàn có một nơi được gọi là nghĩa địa voi. Voi vốn là một loài cực kỳ thông minh, mà cũng là một loài quyền lực, đều cảm nhận được khi cái chết sắp đến gần. Chúng tách khỏi bầy đàn, bắt đầu cuộc hành trình xuyên rừng vượt núi tìm đến nghĩa địa voi. Ở nơi đó chúng nằm rũ rượi trên mình đất mẹ, cảm nhận từng nhịp đập đang khẽ khàn rung dưới làn da già cỗi, kêu lên những tiếng cuối cùng rồi nhắm mắt qua đời. Cứ như vậy từ thế hệ này đến thế hệ khác, những con voi đều được lập trình với phép màu quyền ảo của thiên nhiên để luôn tìm được đến với nghĩa địa voi. Nhưng mà nghĩa địa voi có gì quý giá mà phải tìm tới đó không? Nghĩa địa voi là nơi chôn thân những con voi già, mà voi già thì thường có những cặp ngà rất to. Ông nói đến đây, con đã hiểu được chút nào chưa? Con đã hiểu rồi. Hôm trước con có nghe mọi người nói là ngà voi bán được rất là nhiều tiền. Tìm được nghĩa địa voi khác nào tìm được một kho báu. Chỉ tiếc rằng năm đó ta còn trẻ nên không hiểu hết được vấn đề. Rồi sau đó câu chuyện là như thế nào? Ông kể tiếp cho con nghe đi. Để có thể đọc được ký hiệu kho hiệu trên tấm bản đồ, tên quân hoàng đã bỏ tiền mua chuộc các sơn dân. Không may sự việc bị phát hiện, biết bí mật của thần linh đã bị ta đem đổi lấy lương thực. Tộc trưởng tức giận vô cùng, ông kiên quyết không cho tên quân hoàng đó xâm phạm chôn tôn nghiêm, nơi yên nghỉ của linh thần, dù có phải hy sinh mạng sống của mình. Tộc trưởng, nếu ông chịu ra lệnh cho tất cả mọi người rút lui, giúp ta đem số ngà voi ra khỏi rừng, thì ta sẽ đổi cho ông thật nhiều gạo muối. Ta không cho các ngươi xâm phạm nơi yên nghỉ của thần linh. Phải, không ai có thể xâm phạm nơi yên nghỉ của thần linh. Con đường này do các ngươi lựa chọn. Tụi bay! Tao phải giết ngươi. Về chậu diêm phủ đi. Ông chủ có sao không? Lên theo ông chủ. Tụi mày đưa ông chủ về cho tao. Dạ. Chủ ơi, tụi mày chờ đó. Kẻ đã dám tiết lộ bí mật thần linh kia, ngươi biết mình sẽ bị xử như thế nào rồi chứ? Dạ, con biết. Con đã chuẩn bị sẵn sàng.
mọi hình phạt. Xin tộc trưởng đừng đuổi con ạ. Rất tiếc, đây chính là hình phạt dành cho ngươi. Từ hôm nay, ta trục xuất ngươi khỏi bộ tộc và cấm từ nay đến suốt đời ngươi không được trở lại nơi này. Tộc trưởng, xin ngươi đừng đuổi con. Con đã biết lỗi của mình rồi. Con hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa. Mọi người ơi, hãy xin giúp cho A Sơn một tiếng đi. Không ai dám xin tha thứ cho những kẻ dám tiết lộ bí mật thần linh đâu. Cứ đừng cầu xin vô ích. Lập tức rời khỏi bộ tộc. Kể từ nay, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Đây là hình phạt cho những ai dám tiết lộ bí mật thần linh. Các ngươi nên lấy làm bài học để đừng bao giờ phạm phải. Mau đuổi nó đi đi. Không, đi tộc trưởng. Tộc trưởng ơi, nhìn lên. Tộc trưởng, xin đừng đuổi con. Tộc trưởng, tộc trưởng, con không muốn đi xa bộ tộc đâu. Tộc trưởng ơi. Thì là ông đã bị đuổi khỏi bộ tộc sao? Sau khi bị đuổi khỏi bộ tộc, ông cứ lang thang trong rừng như một cái xác không hồn. Ông cứ đi, đi mãi cho đến khi kiệt sức tàn hơi ngã gục. Nếu như không có người phụ nữ của bản tình phát hiện đưa ông về bản tình thì ông đã chết trong rừng sâu rồi. Tội nghiệp cho ông quá. Rất nhiều lần ta đã muốn thiêu hủy tấm bản đồ đó, vì biết còn giữ nó thì hiểm họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi bật lửa lên ông lại không đành, bởi vì nó là kỷ vật duy nhất của tộc trưởng tặng cho ông. Nó nhắc cho ông nhớ đến nơi ông được sinh ra và lớn lên ở bộ tộc ông. Với lại ông nghĩ, nếu như mình không nói thì trong mắt mọi người nó chỉ là một tấm da thú rất bình thường, không có giá trị. Ông không ngờ, không bao giờ ngờ, trong đời mình lần thứ hai ông xúc phạm đến linh thần. Ông đừng lo lắng nhiều quá. Con nghĩ là không ai biết được giá trị của tấm bản đồ đó đâu. Con nghĩ là nó lạc ở đâu đó trong nhà thôi. Con sẽ vô nhà để tìm lại cho ông nha. A Quân à, sao ông có linh cảm sâu về chuyện này?